thoát chết sau vụ cháy, người vợ kể lại hơn một tiếng nhớ đời trong phòng tắm. Bên ngoài cháy lớn, cháy đến cửa chính và cửa sổ nhà mình, bên trong khói đen đã tràn ngập nhà tắm. Chồng mình vẫn cố gắng bảo vợ thật bình tĩnh. Vụ cháy nhà trọ rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội để lại bao đau thương mất mát. Người xấu số ra đi, còn những người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi sợ hãi kinh hoàng trong đêm định mệnh. Chị N, T, X, 30 tuổi và chồng là những người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn. Chia sẻ với phóng viên, chị cho biết hai vợ chồng thuê phòng tại căn nhà trọ trong ngõ 119 Trung Kính được hơn nửa năm. Những tưởng đây sẽ là nơi trú ngụ lâu dài của anh chị, nhưng biến cố đau lòng bất ngờ ập tới. Nhớ lại vụ cháy kinh hoàng ấy, chị vẫn rùng mình sợ hãi. Mới đây, chị X chia sẻ câu chuyện thoát cửa tử của mình trên trang cá nhân. Thời điểm diễn ra vụ cháy là khoảng 0 giờ 40 phút. Chồng lay mình dậy báo cháy rồi. Anh cuống cuồng nói mình tìm điện thoại và vơ vội khăn tắm, bảo mình vào nhà vệ sinh thấm nước để hai vợ chồng chạy ra. Vì lần mở cửa phòng đầu tiên, mình thấy lửa mới ở tầng 1. Nhưng sau vài giây, chồng mình mở cửa lần 2 thì có một tiếng nổ lớn phát ra. Lửa bùng lên tầng 2, dâng kín đang muốn ùa vào phòng. Ngay lập tức chồng đóng sập cửa và bọn mình chui vào nhà tắm, lấy khăn tắm thấm nước quàng lên, rút giấy vệ sinh thấm nước bịt kín tai và miệng. Lúc đó mình vẫn nghe thấy tiếng lửa cháy rất lớn, xung quanh mọi người la hét, kêu cứu ầm ĩ. Lúc đầu mình cũng hét theo phản xạ vì nghĩ chắc chắn đêm nay hai vợ chồng sẽ không qua khỏi. 0 giờ 49 phút, mình chỉ kịp nhắn tin cho mẹ ở nhà, mẹ ơi, con yêu bố mẹ, chúng con chết cháy rồi. Sau đó mình bật đèn flash, hai vợ chồng ngồi thu lại gần bồn cầu, liên tục lấy nước vỗ vào mặt để tỉnh táo. Bên ngoài cháy lớn, cháy đến cửa chính và cửa sổ nhà mình, bên trong khói đen đã tràn ngập nhà tắm. Chồng mình vẫn cố gắng bảo vợ thật bình tĩnh. Chúng mình không la hét nữa. Một tay bịt kín mũi miệng, tay kia anh cầm ghế nhựa đập vào cửa để gây tiếng động, chờ đợi khoảnh khắc được nghe thấy tiếng xịt nước từ cứu hộ dài như cả thế kỷ. Chỉ khi nghe thấy tiếng xịt nước mình mới có chút hy vọng sống sót. Khoảng hơn 2 giờ, khi tình hình có vẻ ổn hơn, thấy khói bớt đi, chúng mình lao ra cửa chính kêu cứu và nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa xuống dưới. Ngay khi ra khỏi cổng, mình được 115 cho thở oxy bê lên cáng rồi đi cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải. Còn chồng mình đi ra khỏi cổng trước vài bước thì ngồi lại để chờ xem mọi người có cứu được cô em gái thân của bọn mình không. Nhưng chờ mãi chỉ thấy cứu hộ khiêng những chiếc chăn quấn kín mít trên cáng bước ra. Lúc ấy chồng mình khó thở quá nên được 115 cấp cứu đưa vào bệnh viện giao thông vận tải. Nhớ lại hành trình từ cõi tử trở về, chị X vẫn còn rùng mình, nghẹn họng. Chị cho biết hiện sức khỏe của hai vợ chồng đã ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện. Sáng 28 tháng 5, hỏa hoạn xảy ra từ nhà xưởng sản xuất quạt thông gió và công ty phân phối lốp ô tô gần đường DT743, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi nhà xưởng chừng 500 m2 và nhiều tài sản của hai công ty. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn bùng lên từ nhà xưởng công ty sản xuất quạt thông gió và doanh nghiệp chuyên phân phối phụ kiện lốp ô tô tại phường Tân Đông Hiệp. Do nguyên liệu chủ yếu là vỏ lốp cao su, khói đen nghịt bốc cao hàng trăm mét, mái trần nhà xưởng khoảng 500 m2 của doanh nghiệp đã đổ sập. Nhiều nhân viên dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành, phải di rời thành phẩm ra ngoài hạn chế thiệt hại. Vị trí cháy nằm gần khu dân cư đông đúc. Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt ở hiện trường. Do khu vực hỏa hoạn nằm ngay khu dân cư, cảnh sát đã phải chia ra thành nhiều mũi, dập lửa từ nhiều phía. Cho đến 9 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. UBND xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng vừa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy một cửa hàng kinh doanh nội thất ô tô. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị nội thất ô tô này, gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, bắt nguồn từ phòng điều hành của cửa hàng nội thất ô tô 73. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực xưởng, thiêu rụi nhiều tài sản và trang thiết bị. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động các cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong xưởng nội thất ô tô đã bị lửa thiêu rụi. Trong đó một xe bán tải bị cháy chừa khung sắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đối với trẻ sinh non, trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý phức tạp, có nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, Không thể sử dụng sữa công thức thì sữa mẹ hiến tặng thanh trùng vừa là nguồn cung cấp dinh dưỡng, vừa là giải pháp giúp phòng ngừa nguy cơ tử vong. Thời gian qua, nhiều ngân hàng sữa mẹ đã được các cơ sở y tế đưa vào hoạt động, mang nguồn dinh dưỡng quý giá này đến với nhiều trẻ sơ sinh. Và đây sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Em có mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C hay lao hay ung thư không? Thế em có tiêm phòng rubella hoặc quai bị sởi trong vòng 4 tuần qua không? Khi có bà mẹ muốn hiến tặng sữa, thì đây là bước đầu tiên để các bác sĩ sàng lọc, tiếp cận thông tin. Với các bà mẹ đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe, có các xét nghiệm cần thiết, thì các nhân viên y tế mới đến nhà hướng dẫn các mẹ cách hút sữa đảm bảo vệ sinh, thu nhận sữa. Nếu như mà đạt tiêu chuẩn 10 câu hỏi đấy của chúng tôi, thì bắt đầu chúng tôi lại tiếp cận đến là hỏi các bà mẹ phải có các cái xét nghiệm viêm gan B này, viêm gan B, viêm gan C, HIV và giang mai. Tức là trong vòng 6 tháng mà các bà mẹ cho chúng tôi sữa là phải là âm tính thì chúng tôi mới nhận được. Sữa hiến tặng sau khi thu nhận sẽ được bảo quản tại ngân hàng sữa, thực hiện quy trình thanh trùng, cấy vi sinh và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau 7 ngày, khi có kết quả, sữa đạt tiêu chuẩn sẽ được cung cấp cho các trẻ sơ sinh trong bệnh viện sử dụng. Hiện mỗi tháng, Ngân hàng Sữa Mẹ của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận sữa hiến tặng của hơn 20 bà mẹ với 300 đến 350 lít sữa. Tuy nhiên, lượng sữa sử dụng được chỉ khoảng 200 lít. Trong khi đó, hiện mỗi tháng có khoảng 180 đến 200 trẻ sơ sinh cần sử dụng nguồn sữa này. Thì trước khi thanh trùng chúng tôi phải cấy vi sinh. Sau đó nó cho vào máy thanh trùng sau 2 tiếng rưỡi, một chu trình, hết một chu trình của cái máy đấy. Chúng tôi lại phải cấy vi sinh cái sữa sau thanh trùng đấy. Xong kết quả cấy vi sinh sau 7 ngày mới trả kết quả cho chúng tôi là sữa đấy đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn. Nếu đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi mới lại chuyển sang một cái ngăn tủ khác để cho cung cấp cho các em bé ở trong bệnh viện ăn. Còn nếu như trong trường hợp mà sữa của bà mẹ đấy mà không đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi lại phải hủy bỏ đi hoàn toàn toàn bộ sữa của bà mẹ đấy. Đối với trẻ sinh non, nhẹ cân, không được tiếp cận với sữa mẹ đẻ vì nhiều lý do hoặc với các trẻ không thể sử dụng sữa công thức thì nguồn sữa mẹ thanh trùng có ý nghĩa rất lớn. Sinh non khi mới 26 tuần tuổi, chỉ nặng 1 kg, mẹ đẻ không có sữa nên em bé này sử dụng hoàn toàn sữa mẹ thanh trùng. Nhờ nguồn sữa này, trẻ tăng cân đều, tiêu hóa tốt. 6 đến nay là được 33 tuần rồi, thì cháu cũng khá hơn rất là nhiều. Ăn cái sữa mẹ đấy thì em thấy cháu tiêu hóa tốt. Mẹ của em bé này bị tiền sản giật, sau khi sinh phải cấp cứu, vì thế từ khi chào đời đến nay trẻ vẫn chưa được gặp mẹ. Không có sữa từ mẹ đẻ, nhưng trẻ vẫn được uống sữa mẹ thanh trùng mỗi ngày. Lúc là cảm thấy là rất là vui và vinh hạnh là được mọi người khuyến tặng nguồn sữa này cho các con. Chứ còn thực ra thì các con không có nguồn sữa mẹ thì không tốt mà. Sữa mẹ bao giờ là tốt nhất. Được biết, do quy trình thu nhận, bảo quản, thanh trùng phức tạp, nên giá thành của 1 lít sữa mẹ thanh trùng hiện khoảng 1,3 triệu đồng. Chi phí này khá cao và với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì đây cũng là gánh nặng. Mới đây, trong dự án sửa đổi luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã đề xuất các chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt, sữa mẹ hiến tặng thanh trùng thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế. Tính đơn giản nhất là một bạn mà để 1,5 cân chẳng hạn, mà một ngày để ăn đủ là từ 200 đến 220 ml thì sữa thì giá thành nó phải lên tầm độ khoảng từ 260 cho đến 300.000 một ngày. Mà nhóm trẻ đẻ non mà nằm lâu dài được khoảng 1 tháng thì cái lượng sữa đấy cái lượng tiền của cái chi trả cho sữa đấy nó sẽ đội lên rất là nhiều tiền và nó trở thành một cái gánh nặng rất là lớn cho gia đình của các bé này. Chính vì vậy nên nếu mà trong trường hợp mà sữa mẹ sữa mẹ thanh trùng có thể vào được bảo hiểm y tế thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn cho các gia đình mà có những nhóm trẻ sinh non như thế này. Trước đó, theo ước tính của Viện Chiến lược Chính sách Y tế, nếu toàn bộ nhóm trẻ sinh non, nhẹ cân được sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng theo chỉ định, mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ tiết kiệm 76,7 tỷ đồng. Điều này có được nhờ giảm chi phí điều trị các bệnh lý như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết sơ sinh, giảm thời gian điều trị nội trú, và giảm thời gian nuôi ăn tĩnh mạch.